dân lao mà vui kề. Người làm nông trên vai đội gió sương, sớm trưa cày cuốc sáng nắng giang mưa, tối hôm về nhà mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông dân lao mà vui ghê, cùng bà con chung tay xây dựng quê hương, đất đai trù phú, cây trái sung xuê, lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Ăn cái gì đâu? Đâu, bạn nhè sang cho tôi xem nào. Ôi, mệt quá. Đồ. Ôi, bạn ăn mứt chó. Ôi, bạn bỏ tôi ra. Sao? Bạn vừa ăn mứt chó đúng không? Mứt chó thế nào? Tôi ăn bánh. Răng vẫn đen xì đấy kìa. Qua nhỉ, rõ ràng là bánh mà. Mà kể cả bánh. Bánh rơi xuống đất rồi thì bạn còn nhặt ra ăn làm cái gì? Nó mà lại còn đúng chuồng chó. Nhưng mà nó mới chỉ rơi xuống bụi cỏ thôi. Các cụ đã bảo là không được để lãng phí đồ ăn. Bạn không biết à? Bẩn. Nhưng mà bạn sang đây có chuyện gì đấy? Chuyện gì? Tôi đang đi chơi, tự nhiên gặp cô Tình. Tôi hỏi bạn đâu thì cô bảo bạn đang đi chăn bò. Thế tôi đi sang xem bò nhà bạn thế nào. Thế chưa kịp xem, tôi tưởng bạn ăn. Không phải thế. Thì bò đâu? À bò á? Bò thì hôm nay ăn no, tôi cho về rồi. Với cả đang cắt cỏ để cho ngày mai cho bò ăn. Thế vì là ngày mai tôi với cả Mai lại có việc ở trên huyện, thế là không chăn bò được. Thế nên phải sắp xếp để cắt cỏ để cho bò ăn trước, chứ không ngày mai nó để cho nó đói cả ngày à. Kinh phết. Dạo này công việc chia công việc gì ra việc đấy, oanh phết ấy. Chuyện tôi mà đã không làm thì thôi nhá, mà đã làm nhá thì việc nào nó cũng phải đâu ra đấy luôn. Chứ bạn đừng có mà coi thường những người chăn bò như tôi. Kìa, tôi có coi thường bạn đâu. Chẳng qua là tôi chỉ thấy là chăn bò mệt lắm. Mệt là mệt thế nào? Tôi chỉ thấy chăn bò suốt ngày chân lấm tay bùn, sướng cái gì, sướng cái nỗi gì? Thế bạn không thấy là có cái người mà sáng cầm 200 triệu rồi tối lại mang về như tôi à? Lại nói phét. 200 triệu ở đâu ra? Thì 200 triệu là sáng dắt ra tối dắt về thôi. Dạo này thì ví hỗn ruột. Nhưng mà tôi bảo này, tôi cũng thấy bò nhà bạn nó có vẻ là hơi bị yếu. Yếu là yếu nào? Nói chung là bạn phải chăm sóc vào đấy một tí. Của một đống tiền đấy. Yếu là yếu thế nào? Bạn cứ nói linh tinh rồi. Bò người ta mới mua về được một thời gian thì cũng phải để cho nó quen với cả khí hậu với cả thời tiết chứ. Thì tôi cũng chỉ quan tâm, tôi chỉ dặn bạn thế thôi. Với mình mất bao nhiêu tiền mình chăn sóc bò cho nên là mình cũng phải cẩn thận. Khổ lắm, nói mãi chăn bò để tôi đẩy kiến thức luôn. Thế thì tốt rồi. Thế nhưng mà bạn vừa nãy bạn cắt cỏ kia thì cũng phải là chú ý cả cỏ đầy thuốc sâu ấy. Cỏ thuốc sâu nào? Tôi đã kiểm tra kỹ hết rồi, đây là cỏ sạch và an toàn lắm. Thì tôi chỉ nói thế thôi, sao bạn cứ phải cáu gắt gì với tôi thế nhỉ? Bạn cáu gì? Bạn cáu gì với tôi không? Tôi thật với bạn nhé, sáng sớm ngày ra bạn đã nói toàn những điều không tốt lành rồi. Thôi bạn lượn đi cho nước nó trong để tôi còn làm việc khác. Thì tôi bạn đi thì mà làm việc đi, còn đi tôi đi đâu kệ thôi. Tôi kệ bạn luôn. Con đã nhốt vào chuồng rồi. Nhưng mà con vẫn lo lắm bác. Lo cái gì? Thì bác thấy đấy ạ. Thức ăn cho bò bây giờ thì khan hiếm, mà cỏ ngoài đồng ấy thì là bị thuốc trừ sâu hết cả rồi. Con thì con đang tính là sẽ làm chuồng trại để nhốt bò bác ạ. Bác thấy thế nào? Anh bảo anh làm chuồng trại để anh nhốt bò á? Dạ vâng ạ. Ôi trời ơi, từ xưa tới nay anh có làm cái gì ra hồn đâu hả? Mà tự nhiên bây giờ lại nảy ra cái ý kiến là làm trại cái gì chuồng trại để nhốt bò á? Vâng ạ. Không. Ôi giời ơi,
cái này nhá là phải suy tính cẩn thận, làm nó phải đàng hoàng, chứ không phải là vớ va vớ vẩn rồi mà tiêu sản hết đấy chứ. Bác nói mà con cảm giác như nó phức tạp cực kỳ luôn. Tại sao lại không phức tạp? Ôi dồi ôi, lúc nào cái đầu nó cũng ngắn như thế này này, phải dày cái suy nghĩ này ra. Thế bác biết ai thì bác chỉ cho con để con còn đến con học hỏi ạ? Học kỹ sư Khánh ấy. Học kỹ sư Khánh? Vâng. Đúng rồi, thế mà con không đi ra để bác nhỉ? Ôi giời ơi. Thế con xin phép bác để con sang nhà kỹ sư Khánh để con học ngay ạ. Xong rồi con về con dọn hàng cho bác nhé. Bà đi nhanh nhanh dạ, lên vâng nhá. Ạ. Đi nhanh nhanh về dọn hàng cho bác đấy. Vâng ạ. Anh Khánh ơi. À anh Mùi à. Lúc ấy tôi đi qua mấy cái chuồng bò ngoài kia. Ôi sao mà tôi thấy con nào con đấy là lông bóng mượt này, chắc khỏe. Tôi phải công nhận là bò của kỹ sư nuôi có khác đấy. Mà hôm nay anh Mùi không phải đi chăn bò sao lại rảnh rỗi sang chơi với em thế này? À đâu, tôi đang nhờ mẹ tôi chăn hộ một lúc để chạy sang đây để nhờ anh chút việc. Anh lại muốn hỏi em về kỹ thuật chăn nuôi bò đúng không? Dạ đúng ạ. Anh cứ hỏi đi, biết gì em sẽ hỗ trợ. Đầu tiên ấy, thì anh Khánh cho tôi hỏi là cái chế độ ăn cho bò thì nó phần phải lưu ý cái gì ạ? Và tôi thì cứ cắt cỏ và cho bò ăn rơm ấy, thì tôi sợ là nó lại không đủ chất dinh dưỡng. Anh nói đúng đấy, với chế độ ăn cho bò như hiện nay thì để cho bò phát triển khỏe mạnh và năng suất nhất thì cần đảm bảo nguồn năng lượng cao cho bò được ăn vào hàng ngày là 2,5% trọng lượng cơ thể. Anh có thể nói rõ hơn cho tôi hiểu được không? Đơn giản, nếu như trọng lượng cơ thể bò là 200 cân thì phải cung cấp khoảng 5 cân vật chất khô trong một ngày. Còn với thức ăn thô sơ khoảng từ 15 thì đến 20 cân là được. Thế tức là khẩu phần ăn hoàn chỉnh là như thế nào? Khẩu phần ăn hoàn chỉnh gồm đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu cho bò. Bò có thể tự lựa chọn sau khi đã trộn chung cả hai loại thức ăn tinh và thô cùng với nhau. Phương pháp cho ăn và tập cho bò ăn thức ăn tinh là vô cùng quan trọng đối với sự sinh trưởng của bò. Thế mà tôi cứ tưởng nó đơn giản, nghe ra là nó lại là chuyên môn. Thế anh có thể nói rõ hơn cho tôi cụ thể như là thời gian đầu cho bò ăn thì như thế nào? Thế này anh Mùi ạ, vào thời gian đầu nên cho bò ăn loại thức ăn thô xanh, ít sử dụng thức ăn tinh để cho bò quen với khẩu phần và năng lượng cao. Nếu ngay từ đầu mà cho bò ăn thức ăn tinh thì sẽ dẫn đến hiện tượng bò chết do bị ngộ độc axit. Loại thức ăn thô xanh cần phải sử dụng chung với thức ăn tinh để tạo thành một khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng và hoàn chỉnh. Nhưng mà cụ thể cái vật chất khô và cái thức ăn thô xanh ấy, thì nó là loại thức ăn như thế nào? Thế này ạ, khẩu phần ăn hợp lý cho bò nhốt chuồng bao gồm các loại thức ăn thô xanh, phụ phẩm, thức ăn tinh, thức ăn bổ sung chất khoáng và vitamin. Thế còn chất khoáng và vitamin là như thế nào? Thức ăn thô xanh gồm các loại cỏ băm nhỏ, thức ăn băm nhỏ ủ chua, phụ phẩm nông nghiệp băm nhỏ, phụ phẩm công nghiệp như là bã bia, rượu này, rỉ mật, bã mía, bã đậu, vỏ hoa quả chiếm từ 55-60% vật chất khô có trong khẩu phần ăn. Thế ngoài ra thì mình còn những loại thức ăn nào khác nữa không ạ? Có anh Mùi ạ. Bổ sung nguồn thức ăn tinh tổng hợp như các loại sắn nghiền nhỏ này, ngô bắp nghiền này, khô dầu lạc này. Thức ăn tinh tổng hợp chiếm khoảng 40-45% vật chất khô trong khẩu phần ăn của bò. Nghe chừng cũng tốn anh Khánh nhỉ. Để giúp tăng năng suất và giảm giá thành thức ăn và tận dụng triệt để nguồn lương thực có sẵn thì anh nên đầu tư máy băm nghiền thức ăn vào quá trình chế biến thức ăn cho bò nhốt chuồng. Như vậy thì sẽ tiết kiệm được nguồn chi phí lâu dài. Đã xác định lâu dài thì mình không ngại chi phí. Thế còn cách vệ sinh và phòng ngừa bệnh ở bò thì như thế nào? Về cách phòng ngừa và vệ sinh phòng bệnh cho bò thì thứ nhất nhé, thực hiện phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chuồng trại, máng uống, máng ăn và môi trường xung quanh và cơ thể bò phải luôn được sạch sẽ. Tẩy uế chuồng trại định kỳ, khu vực xung quanh chuồng nuôi, khơi thông cống rãnh, phát quang bờ bụi, thu gom xử lý chất thải. Tôi ghi nhớ rồi. Thế còn bây giờ còn cần điều gì lưu ý nữa không ạ? Thế này, tích cực diệt chuột, ruồi muỗi, rán, ve, hạn chế tối đa các động vật trung gian truyền bệnh vào khu vực chăn nuôi bò. Thực hiện tốt lịch tiêm phòng giúp bò chống lại các loại bệnh phổ biến như là tụ huyết trùng này, lở mồm long móng này. Và bên cạnh đó, anh cũng cần tẩy giun cho bò thường xuyên nữa. Ôi, thế thì tôi sắp trở thành chuyên gia chăn bò mất rồi anh. Thế thôi bây giờ như này, để mà bàn sâu về vấn đề của bò nữa thì anh em mình lên kia làm ấm nước. Đấy, nói chuyện ra sâu. Đi.